Bên đây là hoa lan ha, quá đẹp luôn á. Tuyệt vời. Hoa lan. Còn bên đây á, là trồng rau sạch, thủy canh. Là trồng bằng nước không? À, đây là trồng dâu nè. Dâu tây đó. Bên đó trồng hoa nữ hoàng xanh đẹp lắm. Còn ở đây là trồng lily, thấy chưa, lily đẹp chưa. Còn ở trên là hoa lan, lily quá thơm luôn, thơm nực nồng luôn. Chưa. À, trang trại nguyên một làng hoa trồng rau củ quả. Lily nè, đẹp quá, thơm quá, thơm luôn. Ồ, một vườn hoa đẹp quá. Thì là hoa lavender. Wow, trái bí. Trái bí to dữ sợ. Trái bí to quá trời là mọi người ơi. Bí quá to luôn. Đây là cà chua tím. Như một rừng cà chua quá dữ. Đó, người ta đang buộc dây á. Gào. Gao thủy canh nè, giò lách nè, rau muống nè, quá chừng luôn.
nhìn tươi xanh và ngon nữa. Đây là bí khổng lồ người ta đang cưới. Nó to dữ sợ luôn. Nhập từ Đài Loan. Rồi. Cái gì ớt nè. Ớt chuông này nha. Ớt chuông này nha mọi người. Thấy chưa? Cá chuông chưa? Ớt màu đỏ. Hồi nãy là ớt màu vàng, bây giờ là màu đỏ, là thấy chưa? Ớt Đà Lạt đó. Bự lắm luôn.